Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mùng 2 tháng 9 cũng bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cùng với thời tiết cảnh báo mưa dông nhiều nơi nên quý vị vẫn nên hạn chế ra ngoài, tuân thủ các quy định giãn cách cần thiết. Lúc này rãnh áp thấp gây mưa vẫn đang vắt ngang qua khu vực Trung Trung Bộ. Do nằm ở rìa nam của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, vì vậy suốt từ khu vực Trung và Nam Trung Bộ đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có cảnh báo mưa dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100 mm. Thời gian mưa dông tập trung nhiều vào chiều và tối. Dù mưa xảy ra vào thời điểm muộn nhưng quý vị cũng cần lưu ý, trong mưa dông thường đi kèm với các hiện tượng thời tiết như lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Ngoài ra do mưa dồn dập trong thời gian ngắn nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng ở các khu vực trũng thấp cũng như sạt lở xảy ra ở các khu vực vùng núi. Do mưa nhiều nên trong hôm nay mức nhiệt cao nhất ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, khu vực miền Đông Nam Bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh phổ biến chỉ từ 31 cho đến 33 độ. Còn khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ nhiệt giảm nhẹ hơn, dao động từ 30 đến 31 độ. Trở ra Bắc Bộ, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ hôm nay đến ngày mùng 3 tháng 9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80 mm. Mưa dông tập trung nhiều tại các tỉnh thuộc phía đông của Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên thời gian mưa thì cũng tập trung nhiều về chiều và tối, còn ban ngày trời vẫn có khoảng tạnh ráo, thậm chí là nắng nên nhiệt độ trên toàn khu vực hôm nay vẫn dao động từ 31 đến 34 độ, cùng với độ ẩm cao nên cảm giác hơi oi bức vào lúc trưa chiều. Trên biển vịnh Bắc Bộ, khu vực biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.